Thưa quý vị, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. UNDP hiện đã có mặt tại hơn 166 quốc gia với 90% nguồn vốn viện trợ là dành cho các quốc gia đang nghèo, đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Ghi nhận những đóng góp đặc biệt của UNDP dành cho người nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2017-2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao kỷ niệm chương vì sự phát triển nông nghiệp Việt Nam cho trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn cho bà Catherine Whistle, trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý nhất của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam dành tặng cho những cá nhân đã có những công lao đóng góp đối với sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Tại lễ trao kỷ niệm chương vì sự phát triển nông nghiệp cho trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam, bà Kylie Wilson, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã đánh giá cao những đóng góp nổi bật mà bà Kylie Wilson đã thực hiện trong suốt nhiệm kỳ 5 năm tại Việt Nam. Bà Kylie Wilson đã đến Việt Nam bằng cả trái tim, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển cộng đồng bình vững và thúc đẩy bình đẳng giới ở khu vực nông thôn. Thay mặt cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và hàng triệu bà con nông dân, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của chương trình UNDP dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua nói chung và cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng. Trong hơn 40 năm có mặt tại Việt Nam, UNDP luôn là đối tác phát triển tiên phong, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong các hoạt động xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, thúc đẩy canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. UNDP đã và đang giúp Việt Nam huy động nguồn tài chính khí hậu không hoàn lại rất lớn cho các lĩnh vực này. Chỉ tính riêng trong giai đoạn nhiệm kỳ của bà Kylie Wilson, từ năm 2017 tới nay, UNDP đã huy động được hơn 60 triệu đô la Mỹ cho các chương trình hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam. Việt Nam mãi luôn ở trong trái tim tôi. Tôi rất vinh dự được làm việc cùng các đồng nghiệp tại Việt Nam và phía Bộ Nông nghiệp Việt Nam. Thật buồn khi giây phút kết thúc nhiệm kỳ cũng đã đến. Tôi phải nói lời chia tay, nhưng đội ngũ tuyệt vời của UNDP vẫn ở lại với Việt Nam. Chúng tôi sẽ có một người kế nhiệm nhiệt huyết đến đây cùng Việt Nam hoàn thành những mục tiêu tiếp theo. Trong bối cảnh, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia có thu nhập thấp, sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức về cạnh tranh thị trường và canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Đại diện của UNDP đã nhấn mạnh việc duy trì hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới. Theo đó, UNDP sẽ ưu tiên hỗ trợ các chương trình phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân tại Việt Nam.